chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài luyện tập trung trang 109, 110, 111 sách thực hành môn toán lớp 5. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 5 theo mô hình trường học mới và sách đại trà, thầy đã làm ta rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Và ở bài tập tập 1, tập 2 và luyện toán tập 1, tập 2, tất cả đều đã có ở trên kênh. Và sách thực hành môn toán lớp 5 thì thầy cũng đã làm chúng ta gần như là đầy đủ chi tiết rồi các em nhé. Nhiều em hỏi thầy ơi, xong làm đề kiểm tra thì trên kênh của chúng mình đề giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2, thầy cũng đã làm chúng ta đầy đủ chi tiết ở trên kênh, các em nhớ tìm để các em học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang 109. Rồi chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 nè. Thì yêu cầu nè, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Như vậy thì ở bài số 1 chúng ta sẽ có 3 câu, câu A, câu B và câu C nè. Trong số 7, 5, 6,25 nè, giá trị của chữ số 5 ở phần nguyên gấp giá trị chữ số 5 ở phần thập phân số lần là. À, các em nhìn thấy phần nguyên nè. Số thập phân bao giờ cũng có phần nguyên và phần thập phân. Phần nguyên thì đứng trước dấu phẩy đúng không? Phần thập phân đứng sau. Vậy thì ở đây số 5 nó sẽ có giá trị là 5 gì các em? 50 đúng không? Và số 5 này sẽ có giá trị là bao nhiêu? 5 trên bao nhiêu các em? Đây là phần 10% đúng không? 5 trên 1 gì? 100. Đúng không? Vậy thì 5 trên 100 so với 50. Tức là bây giờ chúng ta sẽ tìm là giá trị của 50 này so với 5 trên 100 là mấy? Không phải gì các em? 0,05. Đúng không? Vậy thì chia cái này thì chúng ta sẽ thấy là được bao nhiêu các em nhỉ? À, như vậy thì 50 mà chia cho 0,05 thì chúng ta sẽ được kết quả là bao nhiêu? 1.000 đúng không? Vậy thì giá trị ở đây nó gấp là bao nhiêu? 1.000 lần nhé. Chúng ta sẽ chọn đáp án 10, 100, 1.000. À, như vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án C. Đúng chưa? Đó, bài này vậy chứ rất là khó đó. Nếu mà chúng ta không nắm vững thì chúng ta làm không tốt được nữa. Rồi, câu B nè. Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 5,28 hecta là. À, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cái số đo nào trong 4 cái số đo này nè mà nó bằng 5,28 hecta. Đúng không? Đúng chưa nào? Đấy. Câu A nè. 5 hecta 28 đề ca mét vuông, 5 hecta 28 mét vuông, 5 hecta 280 mét vuông và 5 hecta 0.028 mét vuông. Đấy, như vậy thì chúng ta nhìn vào đây để chúng ta sẽ thấy nè, cách để chúng ta có thể đổi nhé, biến đổi từ cái thằng này hoặc là từng cái ở đây cũng được. Như vậy chúng ta phải làm 5,28 tức là sẽ là 5 hecta này cộng với 0, bao nhiêu? 28 hecta đúng không? Đấy, vậy thì 0,28 hecta này thì chúng ta sẽ biến đổi cái anh này nè. Xem 0,28 hecta đây là 28 đề ca mét vuông so với 28 đề ca mét vuông nè. Bên này bao nhiêu so với 28 mét nè, mét vuông nè. Đây là so với bao nhiêu? 280 mét vuông nè. Đúng không? Và đây là so với 0,028 mét vuông. Đúng không? Vậy thì ở đây có một cái điều nè, chúng ta lại đổi từ hecta ra mét vuông. Đúng không? Hecta mà ra mét vuông thì các em biết được 1 hecta thì sẽ bằng bao nhiêu? 10.000 mét vuông. Đúng không? Đấy. Vậy thì dựa vào cái này chúng ta sẽ loại trừ được rất là nhiều. 10.000 mét vuông anh này có 0,028 mét nên câu này chúng ta sẽ loại ngay. Đúng không? Anh này chỉ có 280 mét vuông ta loại được ngay. Anh này chỉ có bao nhiêu? 28 mét vuông thì không thể bằng được cái này rồi. Đúng không? Đúng là đây là 10.000 mà. Vậy thì chỉ còn mỗi cái anh này thôi. Nhưng mà nhìn vào đây ta đã thấy nó lại là đề ca mét vuông này.
Vậy thì 28 đề ca mét vuông chúng ta đổi nó ra. Ra gì? Ra mét vuông. Thì các em biết được 1 đề ca mét vuông thì bằng bao nhiêu? Mét đề ca mét, đúng không? Chúng ta phải nhớ được cái bảng này. Km này, hect vuông này, hecto mét vuông này, đến gì? Đề ca mét vuông này, sau đó đến gì? Mét vuông, đúng không? Vậy thì 1 đề ca mét vuông này này thì nó sẽ bằng bao nhiêu các em? Bằng 100 mét gì? Mét vuông. Vậy thì có 28 đề ca mét vuông. Thì chúng ta nhân với bao nhiêu? Nhân với 100 thì nó sẽ là 2800 mét gì? Mét vuông. Đúng không? Vậy thì 2800 mét vuông bây giờ chúng ta đổi ra hecta thì sẽ lấy 2800 này. Các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 10 gì? 10.000, đúng không nào? Đấy, 2800 chia cho 10.000 thì chúng ta sẽ dịch chuyển dấu phẩy, đúng không? Sang bên phía tay gì? Tay trái này. Vậy thì nó sẽ bằng 0, bao nhiêu? 28 hecta. Đó, do vậy đây sẽ là gì? Đây sẽ là gì? Đáp án đúng nè, 0,28 hecta, đúng không? Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là đáp án gì? À nhá. Đấy, mới có 2 câu thôi nhưng mà chúng ta đã thấy là gì? Tương đối là khó đấy. Để luyện tập trung này rất là khó, đúng không? Phải là dễ đâu nếu mà các em năm không tốt. Rồi, câu C nè. Một cái trường tiểu học có là 1.600 học sinh. Đó, 1.600 học sinh khá giỏi. Và nó 1.600 này này, nó chiếm là bao nhiêu? 80% học sinh của toàn trường. Tổng số học sinh của trường đó là bao nhiêu? Đấy, vậy thì giờ người ta hỏi, hỏi là gì? Cái trường này nè, nó có tổng học sinh là bao nhiêu cơ? Đó, vậy thì đây là dạng tìm giải toán tỉ số phần trăm dạng số mấy nhỉ? Dạng mấy đây? À, chúng ta đã biết được là gì? 80%. 80% thì bằng này. Vậy thì 100%, đúng không? Chính là tổng số học sinh thì nó sẽ bằng là bao nhiêu? Các em hiểu chưa nào? Vậy thì đây là dạng giải toán tỉ số phần trăm, đúng không? Vậy thì muốn tìm được, ta sẽ lấy số học sinh khá giỏi này, 1.600, các em nhân với bao nhiêu? Nhân với 100, sau đó chia cho số phần trăm. Hoặc là cách thứ hai, chúng ta sẽ lấy 1.600 chia cho số phần trăm, rồi nhân với 1 gì? 100, đúng không? Đó, vậy thì làm một trong hai cách này thì chúng ta sẽ được kết quả ở đây là bao nhiêu? 2.000 học sinh. Đấy, vậy thì cái trường này sẽ có tổng số là nhiều 2.000 học sinh nhá. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án nào? À, đây chính là đáp án B. Được chưa? Đấy, 3 câu của bài số 1 rất là khó đấy, chứ không phải dễ đâu nha các em. Rồi, sang bài 2, chúng ta sẽ có các phép tính cộng trừ. Chắc bên kia sẽ là nhân chia, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng nè. Đây là cộng hai số thập phân, đúng không? 78,9 nè, cộng với 3,76. Chú ý để đặt phép tính nha. 3,76. Rồi, chúng ta đặt và chúng ta thực hiện phép tính. Vậy đây sẽ là 0. 0 cộng 6 thì bằng 6 nè. 9 cộng với 6 bằng 10. À, 9 cộng với 7 thì bằng 10 mấy? 16 với 6 nhớ 1. 3 này nhớ 1 là 4, 8 cộng 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 7 nhớ 1 là 8. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta thấy số hạng thứ nhất có 1, số hạng thứ hai có 2 chữ số thập phân. Vậy thì tổng chúng ta sẽ lấy số nào nhiều nhất? 2, đúng không? 1, 2. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ có phép tính trừ 98,5 trừ 18,93. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ nè. Như vậy đây sẽ là 0, đúng không? 10 trừ đi 3 thì bằng 7, viết 7 nhớ 1 nè. 9 thì nhớ 1 là 10. Vậy thì 15 trừ đi 10 thì bằng mấy các em? Bằng 5, viết 5 nhớ 1. 8 này nè, nhớ 1 là 9. Vậy thì 18 trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 9, đúng không? Đó, viết 9 nhớ 1. 1 nhớ 1 là 2. Vậy thì 9 trừ 2 bằng 7. Dấu phẩy cũng giống như bên kia,
Đây có 1, 1, 2, vậy thì 1, 2. Được chưa? Rồi chúng ta sang bên kia để chúng ta làm các phép tính tiếp theo. Câu C là phép tính nhân hai chữ số thập phân, đúng không? Rồi 32,4 à, nhân với 2,6. Rồi chúng ta sẽ nhân. Đầu tiên chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua dấu phẩy, đúng không? Tiến hành nhân tích thứ nhất là 6 x 4 24, viết 4 nhớ 2. 6 x 2 12, 12 nhớ 2 14, viết 4 nhớ 1. 6 x 3 18, nhớ 1 là 10, 19. Đúng không? Rồi tích thứ hai nè. 2 x 4 là 8. 2 x 2 là 4 và 2 x 3 là 6. Rồi kem cộng hai cái tích này vào. 4 này không có cộng, tức là 4 cộng 0 bằng 4. 4 cộng 8 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 này nhớ 1 là 5, vậy thì 9 cộng với 5 thì bằng 10. 14, viết 4 nhớ 1. 6 nhớ 1 là 7, vậy thì 1 cộng 7 là 8. Được chưa? Bây giờ đến dấu gì? Dấu phẩy nè. Thừa số thứ nhất có 1, thừa số thứ hai 1, vậy thì 1 cộng 1 là 2. Tích sẽ là 1, 2. Được chưa? Xong nhá. Rồi đến phép tính tiếp theo là chia một số thập phân cho một số tự gì? Tự nhiên. 85,68. Chia cho bao nhiêu? Chia cho 36. Chia cho 36 nè. Vậy thì đầu tiên chúng ta chia ở phần nguyên nè, đúng không? Đúng chưa? 85 chia cho 36 thì chỉ được mấy lần? 2 lần thôi, đúng không? Kem nhân lên nè. 2 x 6 12, viết 2 nhớ 1. 3 x 2 là 6, nhớ 1 là 7. Giờ chúng ta trừ nè. 5 trừ 2 bằng 3. 8 trừ đi 7 thì bằng 1. Như vậy ở đây sẽ còn dư là bao nhiêu? 13. Giờ để hạ số 6 ở phần thập phân thì bên thương sẽ phải đánh dấu gì? Dấu phẩy, chúng ta được 136. 136 chia cho 36 được 3 lần, đúng không? Nhân lên nhá. 3 x 6 18, viết 8 nhớ 1. 3 x 3 là 9 nhớ 1 là 10. Em trừ đi. 16 trừ đi 8 thì bằng 8. 3 này trừ đi 1 thì sẽ còn 2. Như vậy đây sẽ là 0. Ở đây chỉ còn bao nhiêu? 28 nhá. 28 nè. Hạ tiếp số 8. 288 chia cho 36 thì được mấy lần các em? 8 lần, đúng không? Các em nhân lên xem nào. 8648, viết 8 nhớ 4. 8324 nhớ 4 là 28, đúng không? Đó, như vậy đây là phép chia. Phép chia hết. Kết quả bằng 2,38. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đến bài số 3. Viết số thích hợp vào cái chỗ chấm nè. 7m6dm thì bằng bao nhiêu mét? Vậy thì chúng ta chỉ cần đổi cái gì? Đây là mét ra mét rồi, đúng không? Chỉ đổi 6 dm thôi. Các em chỉ cần nhớ là mét đến dm, đúng không? Sau đó đến cm, vậy thì 1 mét thì bằng 10 dm, đúng không? Vậy thì giờ 1 dm thì sẽ bằng 1 phần 10 của mét. Vậy thì đây sẽ là 6 trên 10 bằng 0,6. 0,6 giờ cộng với 7 thì sẽ là 7,6 mét. Được chưa? Rồi, câu B nè. 2 tấn 67 kg thì bằng bao nhiêu tấn? Đấy, chúng ta lại cần nhớ 2 tấn thì khỏi, đúng không? Rồi, 2 tấn ta ghi đây luôn nhá. Là 67 kg nè. Bằng bao nhiêu tấn nè, đúng không? Đấy. Vậy thì các em biết được 1 kg sẽ bằng 1 phần bao nhiêu? 1.000 tấn, đúng không? Vì 1 tấn bằng 1.000 kg, vậy thì giá có 67, chúng ta 67 trên 1.000 thì sẽ bằng mấy nhỉ? 0,067 tấn. 0,067 mà cộng với 2 thì bằng 2,067, đúng không?
Đấy, được chưa? Quá đơn giản rồi. Rồi ở đây, mét vuông, đây là decimét vuông. Thì các em lại nhớ, 1 decimét vuông thì lại bằng 1 phần 100. Vậy thì 29 phần 1 gì? 100 sẽ bằng 0,29 mét vuông, đúng không? Đúng chưa? 0,29 cộng với 5 thì đây sẽ là 5,29. Được chưa? Hecta mét vuông này. 1 mét vuông thì các em biết nè, sẽ bằng 1 phần mấy? 10.000 hecta. Đúng chưa nào? Vậy thì giờ chúng ta có 5 mét vuông, tức là 5 trên 10, 10.000 nè. Đó, 5 trên 10.000 thì sẽ bằng 0 phải mấy? Mấy chữ số? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Đúng không nào? Đấy, vậy thì giờ chúng ta cộng vào đây sẽ là 8,0005 hecta. Được chưa? Xong nhá. Đến bài số 4 nè. Tìm x. X chia cho 2,8 bằng 45 chia 25. Rồi, vậy thì giờ bên này chúng ta giữ nguyên nữa nè. X chia 2,8 chúng ta giữ nguyên nhá. Bây giờ lấy 45 chia cho 25 xem bằng bao nhiêu. 45 chia 25 thì được khoảng mấy nhỉ? 45 mà chia cho 25 thì được 1. Đúng không? 2 được không? 25 là 10, 0 x 1, 22 là 4 x 1 là 5. Là sẽ thành 50 thì không được, đúng không? Chỉ được 1 lần thôi nha. 1 x 5 là 5, 1 x 2 là 2. 0. Vậy đây sẽ là 2, đúng không? 20 chia cho 25 thì không chia được, phải thêm chỗ 0, đánh dấu phẩy. 200 chia cho 25 thì được mấy? Được 8 không? 8, 5, 40, 0 x 4, 8, 2, 16, 16 x 4 là 20. Đúng không? Như vậy sẽ được là 1 phải mấy? 1,8. Đúng nè. Đấy. 1,8. Bây giờ nè. Số bị chia, số chia thương. Bây giờ vậy thì muốn tìm số bị chia thì chúng ta sẽ lấy gì? Thương của nó là 1,8 kem nhân với, nhân với cái gì? Số chia 2,8. Rồi bây giờ chúng ta chỉ việc thực hiện phép tính nhân. 1,8 nhân 2,8. Đúng không? 88, 64, viết 4 nhớ 6, 81 là 8, 8 nhớ 6 là 10, 14, 28, 16 với 6 nhớ 1, 21 là 2, nhớ 1 là 3, 4, 0. Cái này sẽ là 4 đúng không? Vậy thì 1 cộng 4 là 5. Chúng ta đếm vào 1, 2, 1, 2, 5,0, 0, 4. Được chưa? Kết quả là 5,04. Được chưa kìa? Rồi sang câu B nè. 32 chia cho x bằng nè. À, bên này lại là phép tính trừ đúng không? Thì chúng ta lại thực hiện phép tính ở bên kia trước. 4,4 mà trừ đi 1,9 nè. 4,4 kem trừ đi 1,9. Đúng không? 14 trừ đi 9 thì bằng 5. Viết 5 nhớ 1. 1 nhớ 1 là 2. Vậy thì 24 trừ 2 bằng 2. Ở đây sẽ là 2,5. Đây nè, số bị chia, số chia thương. Vậy thì giờ muốn tìm số chia, chúng ta lại lấy gì? Số bị chia là 32. Các em chia cho mấy? Chia cho thương là chia cho 2,5 nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chia. 32 chia cho 2,5. 32 nè, chia cho mấy? Chia cho 2,5. Vậy thì đây là chia một số gì? Chia một số gì? Một số tự nhiên cho một số thập phân. Vậy thì số chia của phần thập phân là một chữ số. Bỏ đi chúng ta sẽ nhân với 10. Đúng không? Đây sẽ là 320 chia cho 25. Đúng không? Vậy thì 32 chia 25 được 1 nè. 12 trừ đi 5 bằng 7 nè. Đúng không? Đây sẽ còn dư 7. Hạ 0 được 70. 70 chia cho 25 thì được 2 thôi đúng không?
Đây sẽ là 5 gì? 50. Còn dư 2 nè. Còn dư 20 đúng không? 20. Bây giờ thêm mấy? Thêm một chữ số 0 thì đánh dấu phẩy nè. Đúng không? Vậy thì sẽ được khoảng mấy? 8. 8, 5, 4, 10, 0 nhân 4, 8, 2, 16 nhân 4 là 2, 20. Vậy kết quả sẽ là 12,8. Được chưa? Đây sẽ là 12,8. Xong nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài số 5. Bài số 5 này tôi cho nè. Một hình tam giác có chiều cao. Đó, tức là chiều cao thì kém độ dài đáy là 24 cm. Và nó bằng 5/7 đáy. À tức là gì? Cao nè. Thì nó lại kém đáy nè. Là 24 cm. Đúng không? Và cái hình này nè, cái chiều cao này nó chỉ bằng khoảng bao nhiêu? 5/7 của cái độ dài đáy này thôi. Và cái này thầy sẽ đưa sang bên đây đi để vẽ ra cho em hiểu được chứ. Viết thế này chắc em không nắm được. Và người ta yêu cầu mình là tính diện tích cái hình tam giác này. Đây, chúng ta chú ý nè. 5/7 của đáy, tức là chiều cao sẽ là 5 và đáy sẽ là mấy? 7 đúng không? Là chiều cao nè. Chiều cao của chúng ta nè, đây là đáy nè. Thầy vẽ một sơ đồ nhá. Như vậy 5/7, tức là chiều cao này nó sẽ chiếm 5 phần. 1, 2, 3, 4, 5 đi. Thầy vẽ ước lượng thôi nha. Và đáy này sẽ mấy phần? 7 phần nè. 5 phần là bằng này nhá. Được chưa? Thêm 1, 2. Và chúng ta biết được nè. Đáy đây nè, 7 phần, chiều cao 5 phần. Và cái thằng này nè, chiều cao này nó kém, kém đáy này nè, kém cái đoạn này đúng không? Là bao nhiêu? 24 cm. Đúng chưa? Vậy thì nhìn vào đây nè, nhìn vào chỗ này chúng ta thấy nè, 2 phần đây nè, nó bằng bao nhiêu? Bằng 24 cm. Đúng không? Tức là nó kém cái chỗ này. Mà kém chỗ này thì chúng ta biết ngay là gì? 2 phần. 2 phần thì nó kém là đây là 20 mấy? 24 cm nè. Đấy, vậy thì chìa khóa từ cái này thì chúng ta mới tính được chiều cao và tính được đáy đấy nha. Hiểu chưa? Đấy, nhớ là 2 phần đây nó bằng 24 cm nè. Từ đây chúng ta mới có cái chìa khóa ra để chúng ta mở cái cánh cửa này nhá. Đó, rất là nhiều em sẽ không biết cách làm cái bài này. Nhưng mà thầy vẽ hình ra như này chắc chắn là chúng ta đã hiểu rồi. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ tính được chiều cao chưa? Thì chiều cao, chiều cao của cái tam giác, chiều cao của cái tam giác đó là này. Được chưa? Sẽ là bao nhiêu các em? 24 nè. 24 ta chia cho 2 để làm gì? Để tìm được ra một gì? Một phần. Đúng không? 2 phần thì nó là 24 cm. Vậy thì 24 ta chia cho 2 để ra được một phần. Và chiều cao này nó chiếm mấy phần? 5 phần. Nên chúng ta sẽ nhân cho gì? Nhân cho 5. Hiểu chưa? Đấy. Vậy thì 24 chia cho 2 thì bằng 12 đúng không? 12 nhân 5 thì sẽ là bao nhiêu? 6 gì? 60 cm. Đúng chưa? Rồi, đã tính được chiều cao rồi thì bây giờ đáy chúng ta có thể lấy 24 chia 2 nhân với 7 cũng được. Nhưng mà đây chúng ta sẽ đã tính luôn nè. Độ dài đáy nè. Độ dài đáy của cái tam giác. Riêng về đáy thì chúng ta có hai cách tính đúng không? Đó, cách thứ nhất là chúng ta có thể lấy 24 chia 2 nhân 7. Hoặc chúng ta chỉ cần lấy là 60 cộng thêm gì? Cộng thêm 24, tức là cao nó kém đáy bằng này đúng không? Hay nói cái khác là đáy nhiều hơn cao là 24. Vậy thì chúng ta cộng vào sẽ được bao nhiêu? 84 cm. Rồi bây giờ có đáy có chiều cao rồi thì có tính được diện tích chưa? Đó, bài này là cũng rất là khó đấy nha các em. Vậy thì diện tích hình tam giác đó là diện tích cái hình tam giác đó là diện tích hình tam giác dễ thôi, cao nhân với đáy chia đôi ra liền đúng không? Hay là gì? Đáy là 84 nhân với chiều cao là 60 chia cho mấy? Chia cho 2. Được chưa?
đúng không? Rồi, vậy chúng ta thực hiện sẽ được kết quả là 2520, và đơn vị đây là cm gì? Mét vuông nhá. Đáp số 2520 cm vuông. Được chưa? Đấy, vậy thì bài số 5 này chúng ta rất là chú ý cho. Tương đối là khó đấy nghe em. Được chưa? Đấy, thầy làm là còn dư cả giấy luôn này. Đó, cách ngắn gọn nhất này. Đúng ra là phải vẽ. Sao nó dư hai cái này là chúng ta vẽ cái hình vào. Đó, kèm vẽ cái hình này vào này. Hiểu chưa? Rồi, sang bài số 6 nhé. Nhung cắt một mảnh bìa hình chữ nhật có diện tích. Người ta cho diện tích này là 14,4. 14,4 dm vuông thành hai mảnh bìa nhỏ hình tam giác vuông bằng nhau. Tức là gì? Cắt cái hình như thế này thành hai cái mảnh bìa tam giác vuông bằng nhau như thế này, đúng không các em? Đấy, đây tam giác thứ nhất, đây tam giác thứ hai, và mảnh bìa này là 14,4 dm vuông. Biết một cạnh góc vuông của mảnh nhỏ thành hai mảnh nhỏ hình tam giác vuông bằng nhau. Biết một cạnh góc vuông của mảnh nhỏ là dài 32 cm, tính độ dài cạnh góc vuông kia của mảnh bìa nhỏ mà Nhung đã cắt. Đó, tức là người ta cho mình, đúng không, cho mình một cái miếng bìa như thế này và cắt thành hai cái mảnh nhỏ của cái hình tam giác vuông bằng nhau. Đấy, vậy thì người ta cho là biết một cạnh góc vuông của cái mảnh nhỏ đó. Tức là một cạnh là bằng bao nhiêu? 32 cm. Và giờ mình sẽ tính là gì? Tính cái cạnh góc vuông còn lại đây này. Ở đây sẽ là nhỏ đúng không? Và tính cái cạnh gì? Cạnh dài hơn đây nè. Được chưa? Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính như thế nào đây? Có được diện tích cái hình chữ nhật này rồi. Có được diện tích hình chữ nhật rồi thì giờ chúng ta có tính được diện tích của một cái tam giác này không? Ừ. Tính được không các em? À, bởi vì sao? Bởi vì diện tích của một tam giác này này chính là gì? Chính là nửa diện tích của cái hình chữ nhật này, đúng không? Vì sao? Vì đây nó là hai cái hình tam giác được cắt ra từ một cái gì? Hình gì? Hình chữ nhật, đúng không? Đó, nên chúng ta sẽ có này, diện tích này, diện tích một cái mảnh bìa, đúng không? Diện tích một mảnh bìa hình tam giác, một cái mảnh bìa hình tam giác là, chúng ta sẽ lấy diện tích của cái hình chữ nhật này, 14,4 này, các em chia cho mấy? Chia cho 2, đúng không? Thì 14,4 mà chia cho 2 thì sẽ được là 14 chia 2 được 7. Vậy thì 4 chia 2 bằng 2, đúng không? Vậy sẽ là 7, mấy? 7,2 dm gì? Mét vuông, đúng không? Rồi. Nhưng mà đây lại là gì? Người ta cho là 32 cm này. Thì các em phải đổi cái thằng này ra cm vuông, đúng không? 7 dm ra cm chúng ta nhân với 100 thì nó sẽ là 700 gì? 720, phải không? Sẽ là 720 cm gì? Mét vuông. Được chưa? Hoặc là các em có thể đổi ngay từ đầu là 14,4 dm vuông thì nó sẽ ra cm vuông trước nha. Rồi, vậy thì đến đây chúng ta có tính được diện tích cái độ dài cạnh còn lại không? Có được diện tích hình tam giác rồi, có một cạnh đây rồi. Thì quá ngon ăn rồi đúng không? Vậy chúng ta sẽ tính là độ dài cạnh còn gì? Độ dài cái cạnh còn lại, đúng không?
của cái mảnh bìa đó là sẽ là bao nhiêu các em? Chính là diện tích của ai? Diện tích của cái tam giác chúng ta là bằng bao nhiêu? 720 nhân với gì? 2, đúng không? Chia cho bao nhiêu? Chia cho 30, 32, được chưa? Thì khi làm này tao sẽ được kết quả là bao nhiêu? 40 mấy 45 cm. Đó, và chúng ta sẽ có đáp gì? Đáp số là bao nhiêu? 45 cm. Xong bài số 7 nhá. Nghỉ hè, bố của Tuấn lái xe đưa cả nhà đi du lịch tại Sầm Sơn. Đó, không biết là các em đã được đến Sầm Sơn chưa? Vậy em nào quê ở Sầm Sơn hay là quê ở Thanh Hóa thì chúng ta để lại bình luận ở đây nhá. Và nhà của Tuấn thì cách Sầm Sơn là 120 km. Giữa đường thì bố Tuấn dừng xe để nghỉ ăn uống rồi đi tiếp. Trước khi xuống xe vào quán nước, bố Tuấn nhìn đồng hồ rồi nói: gia đình mình đã đi được là 60% quãng đường. Và bạn Tuấn tính ngay được quãng đường mà gia đình Tuấn còn phải đi. À, như vậy thì chúng ta thấy nè, từ nhà Tuấn nè, đúng không? Đây là điểm nhà nhà Tuấn nè, cho đến gì? Cho đến Sầm Sơn nè. Đây cái điểm Sầm Sơn, đúng không nào? Đấy, thầy vẽ mô phỏng thôi nha. Sầm Sơn nhá, là bao nhiêu đây? 120 km. Đó, và đến một cái quán nước nào đó thì bố Tuấn đã nói là mình đã đi được là 60%. Này, ví dụ đây là 60% quãng đường, đúng không? Vậy thì bây giờ Tuấn nó tính được ngay là này, là còn phải đi bao nhiêu nữa. Vậy thì giờ muốn tính được cái này thì chúng ta phải tính được 60% này nè, là bao nhiêu gì? Km. Tính được cái này xong thì chúng ta sẽ trả lời được là còn bao gì? Bao nhiêu, đúng không? Vậy thì giờ nhiệm vụ của ta là 60% của 120 là số gì? Số đoạn đường mà gia đình Tuấn đã gì? Đã đi, đúng không? Đúng chưa nào? Hiểu chưa? Rồi, vậy chúng ta sẽ trả lời nè. Quãng đường gia đình Tuấn đã đi được, đúng không? Gia đình Tuấn đã đi được là, vậy thì đây là gì? 60% của 120. Thì chúng ta cũng có hai cách. Cách thứ nhất, 120 chúng ta chia cho 100 và nhân với số phần trăm là nhân với 60. Hoặc các em lấy là gì? 120 nhân với 60 chia cho gì? Chia cho 100. Đó, cách nào cũng được nha. Thì chúng ta sẽ được kết quả bao nhiêu? 72 km. Đó, vậy thì đã đi được 72 km rồi thì còn lại bao nhiêu? Thì quá đơn giản, đúng không? Thì quãng đường gia đình của Tuấn à, sao các em, còn phải đi là, tức là còn phải đi đoạn bao nhiêu nữa thì mới tới được gì? Cái Sầm Sơn đấy, đúng không? 120 trừ đi 72 km đã đi, đúng không? Vậy thì sẽ bằng bao nhiêu? 10 trừ đi 2 thì bằng 8. 12 trừ đi 8 bằng 4. Như vậy còn bao nhiêu? 48 km. Đúng chưa nào? Và các em ghi cho thầy đáp rồi. Đáp số như vậy gia đình Tuấn còn phải đi là 48 km nữa. Được chưa? Rồi, xong nhá. Và các em nhớ đừng quên chia sẻ video và kênh của chúng mình cho các bạn đang học ở trong lớp, trong trường các em nhé. Tạm biệt các em.